Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 18 Phật nói trên kinh Thiện ác Mà chúng sanh tạo Thấy đều có nhân quả Báo ứng Nhất định không mất đi đâu hết Thiện tâm thiện hạnh Nhất định cảm quả thiện Ác niệm Ác hạnh Nhất định cảm ác báo Chỉ cần tạo tác tội nghiệp Thì nhất định có địa ngục Địa ngục là nơi khổ cùng cực Chúng ta xem kinh văn dưới đây Bồ Tát Địa Tạng nói Vô gián ngục giả Kỳ ngục thành Bên ngoài địa ngục có tường thành Có thành vây quanh thành vây quanh giống như thành lũy vậy chu táp bát vạn dư lý kỳ thành thuần thiết cao nhất vạn lý thành thượng hỏa tụ thiểu hữu không khuyết kỳ ngục thành trung chư ngục tương liên danh hiệu các biệt độc hữu nhất ngục danh viết vô dáng Trên kinh nói những sự việc này Địa ngục Rộng lớn Rất khó mà tưởng tượng nổi Bác vạn dư lý Còn lớn hơn trái đất chúng ta Trái đất chúng ta không có lớn như vậy Chiều cao của tường thành Đến một muôn dặm Hiện nay máy bay của chúng ta Bay không cao đến như vậy Chúng ta hiện nay ngồi máy bay lớn nhất Cái gì thường hay đi du lịch Ngồi Boeing 747 Có thể bay đến tầng Bình Lưu Vậy là bay đến khoảng chừng hơn Ba dạng thức Anh Hơn ba dạng thức Anh Khoảng chừng là hơn 10.000 mét Và theo cách nói hiện nay của chúng ta Là cũng chỉ có 10 km mà thôi Độ cao này là 10 km Còn đây là một dạng dặm E là băng từ trái đất đến mặt trăng tên kinh Phật nói những lời này Chúng ta phải tin Kinh Kim Cang nói với chúng ta như lai thị chân ngữ giả Thực ngữ giả Như ngữ giả Như là hoàn toàn đúng như sự thật Không có bảy may khuếch trương Sự thật như thế nào Phật nói như thế đó Không thêm không bớt Đây gọi là Nói lời như Địa ngục được tạo nên từ biến hóa Là hóa hiện Là do nghiệp lực của chúng sanh tạo tội nghiệp mà biến hiện ra nếu như người không tạo tác tội nghiệp nặng như vậy thì cho dù địa ngục ở trước mặt bạn bạn cũng không thể nhìn thấy là giống như cư sĩ trương thái viêm ông muốn yêu cầu đông nhạc đại đế hủy bỏ hình phạt bào lạc bào lạc là một loại hình phạt ở trong địa ngục hiện nay chúng ta nói loại hình phạt này là không có nhân đạo dựa theo lập trường nhân đạo chết thì để họ chết tự nhiên chứ đừng làm cho họ khó chịu đừng hành hạ họ như vậy đông nhạc đại đế sai tiểu quỷ dẫn ông đến pháp trường để xem ông không nhìn thấy gì ông mới hoàn toàn giác ngộ ra lời trên kinh phật nói loại hình phạt này không phải do vua diêm la thiết lập nên mà là do nghiệp lực của họ biến hiện ra vậy thì vô phương rồi không phải do người khác thiết lập nên do người khác thiết lập dựa theo lập trường nhân đạo thì đương nhiên có thể miễn xá là do nghiệp lực của mình biến hiện ra vậy thì vô phương rồi hiện tượng trong địa ngục khắp nơi là lửa biển lửa điều này chúng ta phải tin kinh phật nói địa ngục có tình trạng như vậy những tôn giáo khác cũng nói như vậy cơ đốc giáo tuy họ không nói lục đạo nhưng chí ít họ cũng nói tam đạo họ nói thiên đạo nói nhân đạo họ cũng nói địa ngục tướng địa ngục đó của họ khắp nơi là lửa từ đó cho thấy hiện tượng địa ngục nếu như người có thiền định sâu phần trước chúng ta nhìn thấy thánh nữ bà la môn cô niệm phật niệm đến nhất tâm bất loạn đến sự nhất tâm bất loạn là có năng lực tham quan địa ngục này cô có năng lực này đích thân nhìn thấy tình cảnh này cho nên chúng ta không nên hoài nghi đối với lời phật nói bên dưới nói kỳ ngục chu táp vạn bát thiên lý ngục tường cao nhất thiên lý tất thị thiết vi Thượng hỏa triệt hạ, hạ hỏa triệt thượng, thiết xà, thiết cẩu. Thổ hòa trì trục, ngục tường chi thượng đông tây nhi tẩu. Đây là tường thuật. Hiện tượng ở trong vô gián địa ngục. Vô gián địa ngục là nơi mà khổ nhất ở trong địa ngục lớn xưng là vô gián, phần sau giải thích rõ cho chúng ta là thọ khổ vô gián là không có gián đoạn. Từ đó cho thấy tuy ở trong địa ngục khác có thọ khổ nhưng vẫn có lúc tạm ngừng. Hay nói cách khác, vẫn còn cơ hội để cho bạn tạm nghỉ. Chứ vô gián địa ngục thì không có. Ngục trung hữu sàn biến mãn dạng lý nhất nhân thọ tội tự kiến kỳ thân biến ngoạ mãn sàn thiên vạn nhân thọ tội diệt cát tự kiến thân mãn sàn thượng dường là nơi xử phạt tội nhân giống như một cái đài vậy cái đài này rất lớn người thọ tội họ tự mình cảm thấy thân thể của họ cũng lớn như vậy phải chịu cùng lúc tất cả mọi hình phạt phải chịu cùng lúc nghìn muôn thứ dụng cụ tra tấn không phải nói sau khi thọ hình phạt này rồi mới tiếp nhận hình phạt khác kế tiếp vậy thì có khoảng trống đó không phải là địa ngục vô gián Địa ngục vô gián chính là phải chịu cùng lúc Tất cả mọi dụng cụ tra tấn như Núi đao, rừng kiếm, vạt dầu Cùng chịu một lượt Cùng lúc chứ không phải chịu từng thứ một Nhất định không có cách quản Rất nhiều người tạo tội nghiệp này Mỗi người cảm thấy thân thể của mình Đều nằm chật khắp địa ngục này Đây là hóa thân Cũng chính là pháp giới vô chướng ngại mà Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Người chịu tội cùng với tất cả người chịu tội khác Không có chướng ngại Chịu đồng thời Đồng thời cảm thấy thân thể của mình đầy khắp địa ngục Bên dưới là tổng kết Chúng nghiệp sở cảm Hoặc báo như thị ở trong địa tạng thập luân kinh nói với chúng ta tội ngủ nghịch tội ngủ nghịch phật ở trên kinh nói rất rõ ràng đọa a tỳ địa ngục chính là địa ngục ngủ vô dán ngủ nghịch là đại nghịch bất đạo Thứ nhất là giết cha mẹ Cha mẹ có ân to lớn đối với mình Đã không biết ân, báo ân Trái lại còn đi giết hại cha mẹ Đây là tạo tội Địa ngục vô gián Thứ hai là giết hại A-la-hán A-la-hán là người tu hành đắc đạo ngài trụ ở khu vực nào là ruộng phước cho người của khu vực đó người khu vực đó có phước tiếp nhận sự giáo hóa của ngài a la hán hiện nay không còn nữa đến đâu để tìm a la hán đây nếu như nói giết hại thiện tri thức vì thiện tri thức này có thể giáo hóa cả vùng đó bạn đi giết hại họ thì cái tội lỗi này là ngang bằng chỉ giết a la hán. Câu thứ nhất là giết cha mẹ, đây là cha mẹ ruột, giết a la hán là thầy. Ân đức nặng nhất của tất cả chúng sanh, không có gì bằng cha mẹ và thầy. Cho nên tất cả thiện hạnh không gì bằng đạo hiếu, hiếu thân tu sư là đứng đầu trong các thiện hạnh. Thứ ba là phá hòa hợp tăng. Phá hoại tăng đoàn cũng chính là phá hoại nơi dạy học. Phá hoại đại chúng dạy học. Tội lỗi này rất nặng. Cuối cùng là nói Khởi ác tâm Làm cho thân Phật chảy máu Là ôm tâm Sân hận Hoặc giả là Tâm đố kỵ Phước báo của Phật rất lớn không có người nào có thể giết hại phật được phật có rất nhiều thần hộ pháp bảo hộ không có ai có thể làm tổn thương làm cho thân phật chảy máu là chuyện của đề bà đạt đa muốn làm hại phật ở trên vách núi đẩy đá lớn xuống muốn hại mạng sống của Phật. Thần Kim Cang ở trên hư không ngăn chặn tảng đá này, làm cho nó dở dụng, mảnh dở rơi trúng vào chân Phật, làm cho Ngài bị thương một chút, liền chảy máu, gọi là làm cho thân Phật chảy máu. Tội lỗi này cũng là bị đọa địa ngục vô gián. Hay nói cách khác, chính là phá hoại chánh pháp. khiến cho cơ hội nghe pháp của tất cả đại chúng xã hội bị đoạn tuyệt. nên lỗi lầm này sẽ đọa vào địa ngục vô gián. hữu chư tội nhân bị thọ chúng khổ. Câu này là nói chung Phía sau Cũng đều là nói sơ lược Thiên bách Dạ xoa Cập dĩ ác quỷ Đây là những ác quỷ Ác quỷ dạ xoa Ở trong Địa ngục biến hiện xa Chấp hành hình phạt Ở trong Kinh địa ngục Gọi chúng là ác thú Những loại đầu trâu mặt ngựa này Họ không phải là hình dạng của người Mang hình dạng ác thú Vô cùng đáng sợ Vô cùng kinh dị Khẩu nha như kiếm Nhãn như điện quang Thủ phúc đồng trảo Đà duệ tội nhân Người thọ tội Nhìn thấy hình tướng địa ngục Họ luôn muốn chạy trốn Tránh né Trốn tránh nơi nào được chứ Bốn phía đều là lửa Phía trên phía dưới cũng là lửa những con ác quỷ này Bạn muốn tránh né Thì chúng bắt bạn Ném vào trong hầm lửa Phục hữu và dạ xoa Chấp đại thiết kích Trúng tội nhân thân Hoặc trúng khẩu tị Hoặc trúng phúc bối Phao không phiên tiếp Hoặc trực sàn thượng Những con ác quỷ này chúng trêu đùa hành hạ những tội nhân này vào thời xưa binh khí chỉ có những thứ này chúng ta có thể suy tưởng ra được nếu hiện nay ở trong địa ngục thì nhất định có khí độc có hơi ngạt có súng liên thanh có những thứ này có đạn pháo thậm chí là có nổ bom hạt nhân tất cả đều có người trước đây ở trong tâm không có những hiện tượng này nên không thể biến ra những thứ này chỉ có thể biến ra những dụng cụ tra tấn mà ở trong tâm họ biết được người hiện nay rất đáng sợ thật đáng thương vì sao vậy xem điện ảnh xem truyền hình xem những thứ đáng sợ đó họ thấy đều cho vào trong a là giới thức vào trong địa ngục a tỳ thì, thì toàn bộ đều hiện ra hết họ thấy đều phải thọ nhận nên những phim ảnh kinh dị khoa học viễn tưởng này tốt nhất là không xem cho dù có đọa địa ngục cũng giảm bớt không ít loại hình phạt lời tôi nói là thật nếu bạn thích xem những thứ này Thì trong A Lại Gia Thức lưu giữ những hạt giống này Tương lai nếu đọa địa ngục Sẽ tăng thêm rất nhiều loại hình phạt So với đọa địa ngục thông thường Là đạo lý nhất định rồi Cho nên Một người thật sự biết tu học Thì mắt Không xem cảnh ác Tài không nghe tiếng ác Tất cả những cảnh giới ác liệt này Chúng ta đừng nên tiếp xúc Đừng nên tiêm nhiễm là tốt Nhất định có lợi ích lớn cho mình Đây là nói Ác quỷ và dạ xoa Ngoài việc này ra Đây chính là chuyện trong tiểu thuyết diễn tưởng nói Phục hữu thiết ưng Đạm tội nhân mục Phục hữu thiết xà Giáo tội nhân cảnh Bách chi tiết nội Tất hạ trường đinh Bạc thiệt canh lê Trừ trường tỏa trảm Dương đồng quán khẩu nghiệp thiết truyền thân vạn tử thiên sanh nghiệp cảm như thị mỗi một loại hình phạt đều biểu thị cho vô lượng thọ khổ mỗi cái đều có nghiệp nhân Phật ở trên kinh điển đều có nói rõ Nói tóm lại là Không thể lìa Tham Sân si Ba loại phiền não căn bản này Ở trong Một đời người Nó thật ra Bị ngu si hại là nghiêm trọng nhất. Ngu si là không hiểu rõ về xử lý. Cứ dựa theo thấy biết sai lệch của mình. Hủy bán đạo đức. Chính mình tâm hạnh không ngay thẳng. Còn đi Dẫn dụ người khác Thấy biết sai lệch Cùng tạo ác nghiệp Phật khuyên chúng ta Bố thí Ở thời kỳ mạt Pháp Ấn tượng Tiêu cực mà bố thí tạo ra Không thể nói là Không có Phần trước nói Giả làm sa môn Mà tâm không phải là sa môn Người lừa gạt chúng sanh Thật sự là có Không phải không có Đặc biệt là ở thời kỳ mạt Pháp Phật nói Tà sư thuyết Pháp như các sông hằng Những tà sư này từ đâu mà có gì là con cháu của Ma Dương. Khi Thế Tôn năm xưa còn tại thế, Ma Dương ba tuần muốn phá hoại Phật Pháp. Nhưng do trí huệ, đạo đức, oai thần của Phật quá lớn, nên Ma Dương đành bất lực. Là tạm thời không phá hoại, cũng học theo Phật cũng đến nghe kinh nghe Pháp. Nhưng ý niệm phá hoại Phật Pháp không tiêu mất. Mà Dương nói với Phật là Thế nào cũng có một ngày tôi phá hoại Phật Pháp. Phật nói Pháp của ta là chánh Pháp. Không thể phá hoại được. Mà Dương liền nói Đợi đến khi Pháp dẫn của ông suy yếu Thời kỳ mạt Pháp Tôi sẽ bảo ma con ma cháu của tôi Thấy đều xuất gia Khoác áo cà sa của ông Để phá hoại Phật Pháp của ông Nghe xong câu nói này Thích ca mâu ni Phật Không nói một lời nào Rơi nước mắt Nghĩa là Phí như trùng trên thân sư tử Rỉa thịt sư tử Cho nên những người xuất gia dạng này Không phải đệ tử Phật Là đệ tử của ma chuyên môn đến phá hoại phật pháp cho nên chúng sanh nhìn thấy những người này họ không chịu bố thí họ thì đang hưởng phước còn chúng ta thì bị họ lừa gạt hủy nhục diệt bố thí nói bố thí không có quả báo bạn xem người bố thí thì bị thọ ác báo Khuyên mọi người tích chứa tài sản Cho chính mình hưởng thụ Làm trái ngược lại với Phật Pháp Nói tu thiện Sẽ không được quả thiện Tạo ác cũng sẽ không được ác báo Dùng những thấy biết sai lệch này Để mê hoặc chúng sanh khiến chúng sanh tạo vô lượng vô biên tội nghiệp phía sau những người này có ma dương gia trị có yêu ma quỷ quái lập mưa làm gió ở xung quanh họ hiện nay ở trong thời đại này chúng ta nhìn thấy có một số tà sư thế lực rất lớn đồ chúng rất nhiều thuộc hạ của họ có nhân tài có của cải người tu học chánh pháp rất đáng thương ở trong thế gian này bị cùng đường bí lối không có người nhận thức được chánh pháp họ đâu phải không muốn hộ trì chánh pháp nhưng mà họ không biết xem tà thành chánh Xem chánh thành tà Không có người hiểu biết việc Hoàng dương chánh pháp Nhưng mà Bản thân chúng ta biết rất rõ Tuy không có người hiểu việc này Nhưng tương lai Sẽ có thiện báo Đây là đạo lý nhất định rồi Nhất định không thể vì người trong thiên hạ đều mê hoặc chúng ta cũng bắt chước mê hoặc biên đảo theo thế thì quá đổi sai lầm họ mê ta không mê họ tạo tội nghiệp ta không tạo tội nghiệp Thế Tùng năm xưa còn tại thế đã làm nên tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem chúng ta ngày nay nói khổ nếu so với giới Thích Ca Mâu Ni Phật thì cuộc sống của chúng ta tốt hơn quá nhiều so với Ngài rồi Ban đêm thì Ngài ngồi dưới gốc cây nghỉ một chút Ăn cơm thì ra bên ngoài đi khất thực Chúng ta chỉ ít vẫn không cần phải đi bác khất thực Còn có nhà để ở Quần áo của chúng ta nhiều hơn so với Thích Ca Mâu Ni Phật Đi du lịch còn có hành lý Thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật đi du lịch không có hành lý Ba y đều mặc trên người Tay cầm bát Ngoài ra không còn gì nữa Nếu chúng ta không thể nghiêm túc hành đạo Thì sao có thể xứng đáng với Phật Đà Thế Tôn năm xưa còn tại thế Tuy có rất nhiều quốc dương đại thần Trưởng giả giàu có, hộ trì nhưng Thích Ca Mâu Phật không tiếp nhận. Thí dụ như ông hãy xây cho tôi đạo tràng lớn, chùa chiền lớn, không có. Tất cả những đạo tràng này là mượn dụng, Dương Kỳ Thọ cấp cô độc, quyền sở hữu là của Thái Tử Kỳ Đà và của Trưởng giả cấp cô độc. ngài tiếp nhận sự cúng dường của họ chúng tôi thường nói phật chỉ có quyền sử dụng chứ không có quyền sở hữu quyền sở hữu là của họ ngài chỉ tạm thời mượn dùng ngài nghĩ cho chúng ta rất chu đáo rất viên mãn biết được chúng ta vào thời kỳ mà pháp sẽ gặp phải biết bao nhiêu khổ nạn lúc đó nghĩ đến tăng đoàn năm xưa của phật đà thì tâm chúng ta liền bình lặng ngay xin xem tiếp kinh văn dưới đây động kinh ức kiếp cầu xuất vô kỳ người tạo tác tội nghiệp địa ngục đọa lạc vào địa ngục Nhất là địa ngục vô gián Độ dài thời gian Là được tính bằng ức kiếp Không mong ra khỏi được Nhưng chúng ta biết Thế giới mà Phật nói Thế giới có thành trụ hoại không? thành trụ hoại không là một đại kiếp ức ừ, kiếp kiếp là đại kiếp trong mỗi một cái đại kiếp thế giới đều có thành trụ hoại không thế giới này hoại rồi những người đọa địa ngục này họ đến đâu để thọ tội gì thế giới hoại thì địa ngục cũng hoại rồi chẳng phải họ có thể ra được rồi sao bồ tát địa tạng ở chỗ này nói Thử giới hoại thời, ký sanh tha giới. Thế giới này của chúng ta hoại rồi. Thế giới khác chưa hoại. Họ sẽ chuyển đến địa ngục vô gián ở thế giới khác. Vẫn là địa ngục vô gián. Tha giới thứ hoại, chuyển ký tha phương. Tha phương hoại thời, chuyển chuyển tương ký thử giới thành hậu hoàng phục nhi lai sự việc này phiền phức lớn rồi cho nên thật sự là ức kiếp mong ra khỏi cũng không được chúng ta tạo nghiệp này nó thật ra quá dễ dàng vô tình đã tạo ác tội nghiệp địa ngục đâu có biết là tương lai thọ khổ là thê thảm như vậy Thời gian dài như vậy Ai biết chứ Đọc kinh này Dứt khoát không được hiểu lầm cho là Đây là Phật hù dọa chúng ta Chứ không phải là sự thật Chắc là khuyên chúng ta không nên làm việc xấu Nếu chúng ta nghĩ như vậy Là quá đổi sai lầm Đến khi quả báo hiện tiền Thì hối hận không kịp rồi phật sao có thể lừa người được chứ phương pháp phật giáo hóa chúng sanh quá nhiều quá nhiều ngài không cần dùng phương pháp lừa gạt chúng sanh này nói lời thành thật một người chánh nhân quân tử trong thế gian còn không đành lừa dối chúng sanh huống hồ là phật bồ tát bởi vì lừa dối chúng sanh cái gì nên biết Gạt một lần Về sau người ta sẽ vĩnh diễn không tính nhiệm bạn Cho nên một người chánh nhân quân tử không dùng cách thức này Nhằm giữ uy tín và danh dự của mình Vì này rất quan trọng Người thế gian còn như vậy Huống hồ là chư Phật Bồ Tát Các ngài có trí huệ viên mãn có phương tiện thiện xảo viên mãn sao có thể dùng loại phương pháp ngu xuẩn này chứ nếu như chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi liền tin lời phật nói trên kinh từng câu từng chữ đều là lời chân thật nhất định không có một câu nào là giả dối chúng ta có thể tiếp nhận có thể tin có thể làm theo thì mình có phước người có phước mới có thể tu phước người không có phước muốn tu phước cũng không tu được phật ở trên kinh thường hay nhắc nhở chúng ta tu phước đều là người có trí huệ có phước đức Vô gián tội báo Kỳ sự như thị Đây là nói một cách đơn giản Về tình hình đại khái Của sự thọ báo Trong địa ngục vô gián Cơ ma gia phu nhân Hữu Ngủ sự nghiệp cảm Cố xưng vô dáng Bồ Tát Địa Tạng vô cùng từ bi giải thích thêm cho chúng ta tại vì sao địa ngục này được gọi là vô gián là bởi vì có năm loại nghiệp năm loại nghiệp cảm ứng loại cổ báo này. Cho nên gọi là vô gián, năm loại diệt này không có sự gián đoạn. Hà đẳng vi ngũ, nhất giả, nhất giả thọ tội. Dĩ chí kiếp số vô thời gian tuyệt, cố xưng vô gián. Đây là nói thời gian bị hình phạt không gián đoạn. Từ lúc vào địa ngục phải trải qua ức kiếp mới ra được từ địa ngục ra trong thời gian này bị phạt tội ngày đêm không gián đoạn không có cách quản thời vô gián nhị giả nhất nhân diệt mãn đa nhân diệt mãn cố xưng vô gián loại thứ hai là hình vô dáng thân hình của mình luôn cảm thấy thân thể của mình đầy chật cả địa ngục địa ngục lớn cỡ nào thì thân hình bạn lớn cỡ đó đây là hình vô dáng ở trong địa ngục có biết bao nhiêu người chịu tội mỗi người đều cảm thấy thân của mình lớn như địa ngục vậy địa ngục này là hóa thân giống như ánh đèn trong giảng đường chúng ta vậy ánh sáng của mỗi chiếc đèn đều tràn đầy cả giảng đường này mấy mươi chiếc đèn mỗi chiếc đèn đều tràn đầy không ngăn ngại lẫn nhau thân hình địa ngục đều giống như vậy Thứ ba là thọ khổ vô gián. Tam giả, tội khí. Đây chính là hiện nay chúng ta gọi là dụng cụ tra tấn. Xoa bỏng. Đây đều là những dụng cụ thường dùng trong hình phạt vào thời xưa. Ưng xà, lan khuyển, đều là bằng sắt. Phần trước chúng ta xem thấy hiện ra hiện tượng chim ưng sắt, rắn sắt, sói sắt, chó sắt. La sát dạ xoa Ác quỷ Vô cùng hung ác này Đôi ma cứ tạc Chúng ta xem thấy trong bức tranh địa ngục biến tướng độ Người bị đem đi xây Người này bị cưa từng khúc từng khúc Tỏa trước hoạch thang hoặc thang chúng ta gọi là cho vào chảo dầu Cho vào dạt dầu Tỏa trước Trước là dùng dao chặt đều là những tội nghiệp mà họ tạo tác trong đời. Những hạt giống này được lưu giữ ở trong A Lại Gia Thức đến khi vào địa ngục toàn bộ đều hiện ra. Người bình thường không ăn chay, ăn thịt. Những chúng sanh này ở trong bếp ta đem nó chặt thành từng cục từng cục. chỗ này nói khi đến địa ngục hiện tượng này sẽ hiện tiền những con ác quỷ này đem thân thể của bạn cũng chặt ra thành từng miếng từng miếng một giống y như vậy. cho nên đây là hóa hiện nhất định không thể tránh được rồi. thiết vọng thiết thần Thiết lư thiết mã Những con quỷ Vô cùng hung ác này Thường gọi là đầu trâu mặt ngựa Xanh cách lạc thủ Nhiệt thiết kiêu thân Đây là nói tình trạng thống khổ Của việc thọ hình phạt Sắc sau khi nấu chảy ra nhiệt độ đó nóng cỡ nào liền tưới lên thân thể thân thể lập tức bị cháy bỏng lở loét cơ thôn thiết hoàng khi bạn đói bụng muốn ăn thì ác quỷ này hỏi ngươi ăn à mở miệng ra nó nhét hoàng sắc vào miệng bạn hoàng sắc đều là nướng cho thật đỏ lên không phải là hòn sắt nguội Là hòn sắt nóng Khát ẩm thiết trấp Tùng niên cánh kiếp Số na do tha Khổ sở tương liên Cánh vô gián đoạn Cố xưng vô gián Chỗ này cũng là nói sơ lược về mấy loại Nói kỹ nói không hết chúng ta ngày nay cởi tâm động niệm hết thảy tạo tác làm sao mà không có quả báo chứ nói không có quả báo lời nói này thật sự là tự dối mình dối người nhất định có quả báo cho nên con người sống ở đời sống mấy mươi năm ngắn ngủi này tại vì sao không học làm một người tốt chứ đại thánh đại hiền thế gian và xuất thế gian vậy chúng ta phải tiết kiệm phải nhẫn nhịn Trong luận ngữ Có ghi chép Khổng lão phu tử Có năm loại đức hạnh Ôn, lương, cung, kiệm, nhượng Phu tử đối nhân xử thế Luôn ôn hòa Lương thiện cung kính Cung kính đối với tất cả mọi người Mọi sự mọi vật Tiết kiệm nhường nhịn Đích thân Ngài làm đến tấm gương Cho chúng ta xem Chúng ta phải biết học tập Thích Ca Mâu Ni Phật biểu hiện Còn viên mãn hơn cứu cánh hơn triệt để hơn tại vì sao không học thánh nhân tại vì sao không học bồ tát mà phải đi học theo những chúng sanh tạo nghiệp này chứ thế thì quá khổ rồi thế tôn trong hội lần này ở cung trời đau lợi giao phó chúng sanh trong đời mạt pháp cho bồ tát địa tạng để ngài giáo hóa là có đạo lý chúng sanh thời kỳ mạt pháp tam độc tham sân si tăng trưởng không biết sám hối không biết hướng thiện không biết hiếu thảo cha mẹ tôn trọng thầy tổ không hiểu rõ gieo nhân thiện được quả thiện nên phải nhờ bồ tát địa tạng chỉ dạy hay nói cách khác thời kỳ mạt pháp thật sự có thể chỉ dạy tất cả chúng sanh thì bộ kinh này là khóa trình nhất định cần phải tu học phải thường xuyên giảng giải thường xuyên tuyên dương Phật đem diện hoàng kinh này ủy thác cho tất cả Bồ Tát Tham dự Pháp hội Sau khi chúng ta nghe rồi Phải tự mình phát tâm Nhận gánh giác ngay Những gì Phật dặn dò Ta phải làm theo Ta cũng làm theo Bồ Tát Địa Tạng Dựa theo lời chỉ dạy của kinh điển mà tu hành Đoạn tất cả ác Tu tất cả thiện Không quan tâm đến mạng sống của mình Huống hồ là sự giấc giả Ở trong cuộc sống Nhất định phải làm cho được Lời giáo giới của Phật Quả báo sau này Nhất định là giống như lời trên kinh nói Chúng ta phát nguyện cầu sanh Nhất định được sanh tịnh độ Thứ tư là quả vô gián Tứ giả Bất vấn nam tử nữ nhân Khương hồ di địch lão ấu quý tiện hoặc lâm hoặc thần hoặc thiên hoặc quỷ tội hành nghiệp cảm tất đồng thọ chi cố xưng vô gián những chúng sanh thọ tội trong địa ngục vô gián này vô cùng phức tạp có người nam có người nữ có người trong nước cũng có người nước ngoài Người của các loại chủng tộc khác nhau Khương Hồ Di Địch Chúng ta ngày nay gọi là người của các chủng tộc khác nhau Lão ấu quý tiện Đây là nói về cõi người Ngoài cõi người ra Còn những cõi khác như Cõi trời Cõi Atula, cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ Chúng sanh trong mấy cõi này Nếu như tạo tác tội nghiệp như phía trên đã nói Đều phải đọa vào địa ngục vô gián để thọ quả báo Long đại biểu cho cõi súc sanh Thần Trên Kinh Lăng Nghiêm có nói cõi tiên Thiên là nói trời dục giới, sắc giới Còn bao gồm cả trời vô sắc giới Đều bao gồm ở trong đó Quỷ là cõi ngạ quỷ Hay nói cách khác Năm cõi ở ngoài địa ngục Tạo tác, tội nghiệp Như trên đã nói Đều phải đọa vào địa ngục vô gián Để thọ quả báo Nơi này vì vậy gọi là vô dáng chúng sanh trong địa ngục vô dáng vô cùng phức tạp chúng ta xem thấy ở trên kinh trời tứ thiền trời tứ không tứ thiền là chỉ đệ tứ thiền ở trời tứ không sau khi tuổi thọ thiên nhân hết rồi phần lớn đều đọa vào địa ngục vô dáng Người bình thường chúng ta nói Đèo cao thì té nặng Tại vì sao họ bị đọa địa ngục vô gián gì Họ cho rằng mình sanh lên đến Đệ tứ thiện Sanh lên đến trời tứ không Cho rằng đã chứng được đại niết bàn Sau khi tuổi thọ hết rồi Thế là Họ liền hối hận Liền phỉ bán tam bảo cho rằng chư Phật như Lai Bồ Tát nói Đại Niết Bàn là giả Tôi đã chứng được rồi Sau tuổi thọ tôi hết rồi vẫn phải đọa lạc Nên họ phỉ bán Phật Pháp Tăng Họ ở sát na cuối cùng đó Phỉ bán Tam Bảo Thì tội lỗi này phải đọa địa ngục A Tỳ Họ không biết Cảnh giới này là hư vọng Lầm cho rằng là cảnh giới Niết Bàn Nên tạo tội nghiệp cực nặng Thứ năm nói mạng vô gián Ngũ giả nhược đọa thử ngục Tùng sơ nhập thời Chí bách thiên kiếp Nhất nhật nhất giả Vạn tử vạn sanh Cầu nhất niệm gian Tạm trụ bất đắc Trừ phi nghiệp tận phương đắc thọ sanh Dĩ thử liên miên cố xưng vô dáng Nếu như ở trong địa ngục Thọ hình phạt bị chết đi Thế thật sự là chúc mừng cho họ rồi Là chuyện quá vui Trong địa ngục chết rồi Bất luận họ sanh gì cõi nào cũng là siêu sanh Những nỗi khổ sở đều giảm nhẹ hết Là chuyện rất vui Chết không được ở đây vừa mới chết Gió thổi qua lại sống vậy Sống vậy là thọ tiếp Cho nên nhất nhật Nhất dạ vạn tử vạn sanh Vạn là miêu tả Biểu pháp chứ không phải là con số Nó còn nhiều hơn Con số vạn nữa Chết rồi lại sống Sống rồi lại chết Làm cái sự việc này dính diễn không có ngắt quãng Tạm thời nghỉ ngơi một chút cũng không được Trừ phi nghiệp tận Nghiệp bạn tạo thọ hết ở trong địa ngục rồi Thọ hết rồi thì chết ở trong địa ngục Siêu sanh rồi Nếu như tội nghiệp của bạn chưa hết thì bạn không có cách gì thoát khỏi được đạo lý này chúng ta phải biết phỉ bán tam bảo chúng ta nêu thí dụ này để nói nếu như bạn phỉ bán bằng miệng nhất định phải đợi đến khi sức ảnh hưởng của việc phỉ bán ở thế gian của bạn mất hết bạn mới có thể thoát khỏi được nếu như sức ảnh hưởng của bạn vẫn còn thì bạn không có cách gì thoát khỏi địa ngục được rồi cho nên thời gian của sức ảnh hưởng bằng lời nói kéo dài không lâu thí dụ phỉ bán tam bảo có người nghe thấy cũng bắt chước phỉ bán theo nhưng trải qua 30 năm, 50 năm Từ từ mọi người cũng quên hết Sức ảnh hưởng sẽ không còn Nếu như giống như băng ghi âm hiện nay Thì phiền phức này lớn rồi Sức ảnh hưởng này quá lớn Thời gian quá dài Nếu như có người đem số băng ghi âm ghi hình Mà bạn đã phỉ bán tam bảo này Lưu giữ lại Thì phiền phức lớn rồi nếu họ đem nó tặng vào viện bảo tàng Lưu giữ như đồ cổ Họ lưu giữ một dạng năm Thì bạn ở địa ngục một dạng năm không thể ra được rồi Đây là việc rất tệ hại Nếu như sau đó viết lời phỉ bán thành văn tự In thành sách Thì việc phức đã lớn rồi Trên thế giới này vẫn còn một cuốn sách tồn tại Thì bạn không thể thoát khỏi địa ngục A Tỳ Khi đạo sách vở này Ở trên thế gian này Không còn nữa Đều hư hỏng hết rồi thì bạn mới có thể thoát khỏi địa ngục A Tỳ. Cùng một đạo lý như vậy, chúng ta xoay ngược lại. Nếu như bạn tán tháng tam bảo, tán tháng thiện, chỉ cần con sức ảnh hưởng, thì phước báo này, bạn sẽ được nhận, sẽ hưởng được. Bên thuận, bên nghịch, chúng ta nhất định phải làm cho thật rõ ràng thật minh bạch cho nên tại vì sao không giữ tâm tốt làm việc tốt nói lời hay làm người tốt chứ phước báo sẽ vô biên ngược lại nếu tạo tác tội nghiệp thì khổ báo cũng là vô biên đều ở trong khoảng một niệm chư phật bồ tát dạy bảo chúng ta giữ tâm tốt làm việc tốt nói lời hay làm người tốt tiêu chuẩn tốt ở chỗ nào vậy kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện chính là tiêu chuẩn tốt nhất chúng ta khởi tâm động niệm lời nói việc làm tương ưng với những gì kinh điển nói là đúng rồi Nhất định được phước Phước báo này là đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn hưởng không hết Dứt khoát không được Làm trái lại lời kinh dạy Tạo những việc ác Mưu cầu một chút lợi nhỏ ở trước mắt Vì sao phải chịu khổ báo Vô cùng Thế thì lợi bất cập hại rồi xem tiếp kinh văn dưới đây địa tạng bồ tát bạch thánh mẫu ngôn vô dáng địa ngục thô thuyết như thị nhờ quản thuyết địa ngục tội khí đẳng danh cập chưa khổ sự nhất kiếp chi trung cầu thuyết bất tận trên kinh này chỉ báo cáo đơn giản sơ lược mà thôi nếu như phải giảng tỉ mỉ đây đều là lời chân thật nói một kiếp cũng nói không hết nói một kiếp về cái gì nói tên gọi của địa ngục nói những hình phạt tên gọi của dụng cụ hành hình và sự việc thống khổ trong địa ngục đó thì một kiếp cũng nói không hết chưa nói địa ngục khác Mới chỉ nói là địa ngục vô gián mà thôi Địa ngục vô gián nói một kiếp cũng nói không hết Nếu như kế đó 18 địa ngục thấy đều nói hết Thì hai kiếp, ba kiếp, bốn kiếp E rằng cũng nói không xong Chúng ta nhất định phải hiểu rõ Tình trạng sự thật này Mà già phu nhân văn dĩ Sầu ưu hiệp trưởng Đánh lễ nhi thoái mà nhà phu nhân thỉnh cầu thay chúng ta nghe xong những lời này rất là đau buồn có hai nguyên nhân đau buồn một là đau buồn cho chúng sanh cõi diêm phù đề mà nhà phu nhân đặc biệt quan tâm đối với cái thế gian này của chúng ta chúng sanh trong thế gian này của chúng ta vẫn tiếp tục tạo tội nghiệp không dứt đây là chỗ đau buồn của bà bản thân muốn cứu giúp nhưng lực bất tòng tâm đây cũng là chỗ đau buồn của bà đánh lễ nhi thoái bạn xem là tôn trọng đối với bồ tát địa tạng lễ nghi vô cùng chu đáo cũng là biểu diễn cho chúng ta xem để dạy chúng ta học tập tốt rồi hôm nay thời gian đã hết a di đà phật cẩn dịch ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quang Nguyện đem công đức này Hồi hướng đến Hương Linh nhà giáo Cụ Phan Thế Phả Kính nguyện Hương Linh Nương nhờ Phật lực Tội diệt phước sanh Tóc xả mê đồ Tảo trăm Phật quốc Nguyện cả thảy chúng sanh Đều tín niệm di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc Nam mô A Di Đà Phật